Tiếng khóc chào đời của một em bé sơ sinh được cất lên là một niềm hạnh phúc lớn lao, không chỉ đến với gia đình mà còn là niềm vui, niềm tự hào của các cán bộ công nhân viên tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Với 40 năm hình thành và phát triển, trở thành bệnh viện tuyến cuối sản phụ khoa đầu ngành của cả nước, bệnh viện đã và đang trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho mỗi gia đình Việt. Làm việc với một tinh thần hăng say và tận tụy là tiêu chí hàng đầu được gìn giữ và phát triển sau hơn 4 thập kỷ trôi qua. Kế thừa chất lượng và tinh thần của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, năm 2017, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Hà Nội sát nhập vào bệnh viện và trở thành Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2. Thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho sản phụ, thai nhi và nam giới, các y bác sĩ tại bệnh viện đang từng ngày, từng giờ làm việc với tinh thần cao độ và ý chí quyết tâm để xây dựng phát triển cơ sở thành nơi khám chữa sản khoa và nam khoa chất lượng hàng đầu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 được điều hành bởi hai bác sĩ giỏi tận tâm với nghề, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Định, thạc sĩ bác sĩ Tạ Việt Cường. Công nghệ là xu thế phát triển trên toàn cầu. Nắm bắt điều cốt yếu đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 luôn cập nhật những trang thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất được đồng bộ hóa với cơ sở 1. Song song với điều đó là chất lượng y bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong nghề luôn học tập không ngừng nghỉ về chuyên môn và nghiệp vụ. Bệnh lý phụ khoa đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe sinh sản. Bệnh lý phụ khoa nếu không được chữa trị kịp thời, đúng phương pháp sẽ gây ra vô sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe chung. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh lý phụ khoa bởi các bác sĩ hàng đầu, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm cùng với trang thiết bị xét nghiệm hiện đại hàng đầu thế giới với phương châm hiệu quả, an toàn, nhanh chóng. Các khách hàng đến với chúng tôi sẽ không cần chờ đợi, thủ tục nhanh chóng để được tiếp cận dịch vụ. Với xét nghiệm sàng lọc tìm tế bào ung thư sớm cổ tử cung, tìm tuyết virus HPV gây ung thư cổ tử cung, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về bệnh lý này. Sử dụng các phương pháp hiện đại nhất để phát hiện các khối u, phát hiện sớm ung thư vú, buồng trứng, tử cung như sinh thiết, siêu âm X-quang cũng được áp dụng tại cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ngoài ra, nhiều cặp vợ chồng cũng được toại nguyện khi đến Bệnh viện Phụ sản cơ sở 2 để khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. Bên cạnh các bệnh lý về phụ khoa, bệnh viện cũng là nơi khám và chữa trị những bệnh lý thường gặp tại nam giới, giúp cho phái mạnh lấy lại được tự tin, bảo vệ sức khỏe vợ chồng, gìn giữ mái ấm gia đình. Sức khỏe của mẹ và bé vô cùng quan trọng trong suốt quá trình mang thai. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cung ứng các dịch vụ khám thai từ những ngày đầu để bé có sự phát triển toàn diện. Các lớp học tiền sản sẽ cung cấp đầy đủ về dinh dưỡng, vận động, sử dụng thuốc cho thai phụ. Máy siêu âm hiện đại nhất 4D, 5D, các xét nghiệm sàng lọc như NIPS, Double Test, Triple Test cùng các chuyên gia hàng đầu, các buổi hội chẩn về chẩn đoán trước sinh sẽ giúp các bạn có một em bé khỏe mạnh chào đời. Dịch vụ thu hẹp âm đạo, tầng sinh môn, thu nhỏ môi bé, môi lớn, phục hồi màng trinh, khách hàng sẽ được tiếp cận với những chuyên gia hàng đầu cùng thiết bị hiện đại, vô khuẩn tuyệt đối. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, các chức năng sinh lý sẽ được phục hồi để mang lại sự tự tin cho người phụ nữ. Các dịch vụ đều được thực hiện trong ngày và khách hàng có thể trở về nhà cùng sự tự tin, hạnh phúc. Ngành sản phụ khoa đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng của dân số. Ngoài ra thì cũng mang lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều các gia đình. Chúng tôi, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn đặt tiêu chí ở trên thế giới có kỹ thuật gì mới, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận kỹ thuật đó, mang về ứng dụng tốt nhất để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. An toàn, chất lượng, tận tụy với cái tâm của người bác sĩ luôn là kim chỉ nam của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói chung và từng cá nhân của nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói riêng. Niềm vui của chúng tôi đó là được phục vụ, là được cống hiến để mang tới sức khỏe cho người dân và ươm mầm tương lai cho đất nước. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc.